hôm hôm ngày hôm kia con đợi tiền trăm triệu 200 triệu đâu có đợi đâu mà hôm đem lên cho bà con sao thực vậy ai trời ơi lại tao biết ai mà người ta đó chạy đó ấy là người ta tao nói tao đăng lên chạy đó hiểu chưa thôi giờ không có quay không đăng không có gì hết trơn nữa hết á không mệt lắm mình nghe không gì hết trơn giờ đi nó nói giờ rồi lấy máy hết đi khỏi nó khỏi quay không tin tưởng ai nữa hết giờ không tin tưởng ai hết hả khỏi khỏi quay cho mệt quá đi. Quay gì nay chiều nay lấy gì về đăng về nó nói ra liền ai nói cháu nó nói trai nói vậy hả nói làm ăn nói trai nói mà ai xạo với bà mới được chứ hỏi mày hỏi mày luôn khỏi quay luôn hả mày cũng hỏi quay luôn con quen quá mà còn không có quay luôn hỏi về bà tao lấy á đẹp không có lấy cho tao không nhận tao không ngồi vậy nói chung là con mấy thằng xạo tao chưa có gì vậy đó mà thầy phải chịu mấy xạo thực. À, sư cô dưới nhà sư cô có kháng cáo thầy không? Nó ngồi có người ngồi sát bên nè, ai thấy hay không nè, ta biết hiểu không đó, ai quay ai không thì là thôi biết rồi, khỏi cần nói. Sư cô vừa bà vừa nói này thì là rồi đặng nó. Sư cô cảm ơn mạnh luôn. Sư cô cảm ơn người ta đi. Bảo không nghe hết trơn. Sư cô cảm ơn người ta tặng tiền đi. Nói được thầy anh đứng không phải. Tao biết hết rồi. Ai sao tao biết rồi. Người tốt người xấu người không gì tao cũng biết rồi. Mày này nó đặt khiêm. Nó bay khiêm đặt khiêm. Mà có ai đưa ra 100 triệu 200 triệu không? Ai dám cầm ra đưa không? Mà có đưa không? Dạ, con thì con chỉ có Mạnh Thường Quân, con không có kêu gọi nha. Mạnh Thường Quân muốn tặng bạc cứ nhắn tin cho con thôi, chứ con không có kêu gọi. Mạnh còn ơi, ai mà 100, 200 triệu đó người ta kêu gọi thì người ta sẽ giúp đỡ cho bà sao chứ con không biết. Có phải không? Mà nói dám nói vậy. Đặt lên vậy đó. Mà ai nói bà biết? Trời ơi, có người nói ta đăng lên vậy đó, hiểu nhưng mà, không? Nhưng mà bà chưa nhận mà. Ừ, người ta chưa đưa mà nói chưa nhận. Đó. Như con nay bữa nào có 1.500.000 mà con vẫn đưa trong bàn cho bà đếm bình thường đúng không? Ừ. Mà rồi mày chứ 5 triệu, 2 triệu, 3 dạ. triệu có. Dạ. Chứ ai dám cầm mình 5 triệu đưa tao. Dạ. Có không? Mà nó xạo được, nó tăng lên vậy á. Nó nói vậy á. Mà trên mạng nhiều người nói. Lên mạng luôn á. Đã cáo vậy đây là nó mới nói tao. Đó là sư cô đâu có cho ai vô đâu. Người quen sư cô mới cho vô với tao. Tao còn biết chứ, phải không? Dạ. Tao là đưa tao nhiều tiền lớn vậy á. Hỏi có người làm chứng. Dạ. Sư cô đếm lại tiền nữa đúng không? 4 triệu không? Tao thừa đăng tao giờ chiều nay đến giờ vậy tao tính ngày ai tao đi rồi mà nó đó khoan để tao nghĩ là nay đi tham thầy tự nó thoát tự tao đi rồi nhưng mà đi, sư cô khỏe rồi, sư cô thầy nhà thầy sư cô với em thầy có kháng cáo không hả có kháng cáo lên tòa thành phố không để giảm nhẹ tội cho thầy con tới được thư nào có rồi hả không luôn á không luôn hả thôi thường là gần hậu đừng nói gì mà nữa mệt lắm cho nó mày dẹp đi ý là có kháng cáo không mệt quá vì mày có đi bữa đó mày biết là thì con đi bữa đó là xử sơ thẩm nó còn phúc thẩm nữa quá mệt quá thì bữa con đi thì có xử sơ thẩm thôi tuyên án rồi nhưng mà mình phải kháng cáo lên tòa án thành phố nhẹ tội nhất có thể cho thầy ví dụ 8 năm thì còn lại 5 năm 6 năm, 7 năm tỷ. Giờ không có tin ai gì nữa. Mệt mệt. Giờ sư cô không tin ai nữa trơn á. Đó nổi em mà bà cũng không tin luôn. 12 giờ rồi.
Tai lan ngủ. Hôm mà con lên 2 ngày rồi, con đi về đó, con bữa sau chắc con không dám ghé nữa quá. Con ghé đưa tiền cho bà mà bà con đi lên đi xuống xa quá. Biết đâu, cái gì biết bà, bà, sư cô biết con đi 40 cây số mới tới, sư cô đâu phải gần đâu. Bà ta nói rồi, ta nói đừng. Giờ không có nói gì nữa hết. Mà ngồi tâm sự đi, con có quay đâu. Bởi cần quay nữa, người ta cũng biết rồi. Sư cô bữa dạng uống được không? Thế sư cô dạo này buồn lắm, mắt chứ ngủ không được, mắt nó... ho miết vậy trời. Mày nói tao làm tao, tao còn tức cái gì mà. Trên mạng có nhiều tin là không có đúng. Nói bậy bạ không. Xạo thừa không, dốc không, xạo không. Đừng tin tưởng mà cứ nói đăng lên nó bệnh bạ không. Mà ghét quá không phải cho quay không phải gì. Nó thấy mình là bộ bê bê nó lên thảo khổ khổ vậy. Ta giặt hết giờ. Ai? Giờ biết nó đi máy hết. Không có cho thằng nào xài vậy. Là yên. Là yên tiện. Yên giặt nước. Biết ai trên mạng như thế nào mà kể sư cô bật luôn, nói là sư cô nhận 100 triệu, sư cô có nhận đâu. Nói trên trời đất không. Nó nói xạo quá. Mới chạy mới cho là hai rồi, mới giờ giờ mà mời rồi. Mới chạy nó nghĩ làm việc, nó chạy nghĩ là mới nói lại cho hai rồi. Hồi trưa giờ sư cô ăn gì chưa? Ừ. Hồi trưa giờ sư cô ăn gì chưa? Tao đang ngủ mà ngủ đó, mày kêu á. Mà ngày hôm kia cũng giờ này sao sư cô đi đâu? Con kêu không có. Là ông cút đầu á, ông cút rồi buồn ngủ quá, làm tao ngủ. Giờ ai vô xong gì lại là cũng biết rồi. Dạ. Tao ghét nó không mà nói nó mệt lắm. Bà cứ nói mày á, bây giờ nghe lời tao đi. Bà mình biết người tốt người xấu là mình biết rồi. Nói chung là quay thì giúp đỡ sư cô thôi, còn những người khác người ta nói xấu thôi. Vậy vậy. Chứ đâu phải quay là xấu. Mày tức á. Trên mạng. Thầy biết bao nhiêu lần rồi. Con coi cũng còn ngồi quay cũng còn còn chớ cũng nói bậy bạ. Dứt khoát không cho ai vô đó. Nên là sư. Nên là sư cô ít khi cho ai lạ vô lắm. Đâu có ai đưa tiền đưa gì đâu, lao dâm về. Đưa tiền xong rồi biết. Khỏi khỏi quay khỏi gì á là khỏi. Khỏi biết đầm, khỏi gì hết tên, mệt lắm. Mai mà ngồi đó mà tiếp bà đãi, đãi ở đây tiếp nè, khỏi mệt lắm. Nhưng mà bữa giờ đi thăm thầy chưa sư cô? Hỏi luôn. Giỏi luôn ngon, thằng người nói không, người đó mới thấy không, ra không? Mà thấy nghe nó có miệng không? Dạ. Xạo, sữa không? Nên là sư cô ở một mình nên người lạ mà sư cô ít khi nào mở cửa cho vô lắm quý vị nha. Ai quen à, sư cô cũng sợ. Sợ người ta nhiều người quay tốt không nói, với nhiều người quay xấu á. Nói này nói kia ảnh hưởng. Sư cô ráng ăn uống cho khỏe đi, chờ thầy về. Thầy đi vài năm thầy về. Giờ hút năm nào giờ giờ cái tiêu á, có phải không? Mày nói giờ cái tiêu có phải không? Đừng có năm nào lắm á. Thảo cứ không. Ai vô kia bà?
cháu hả? Cửa vậy? Mở đấy con. Đẩy cửa vô đi. Hả? Mẹ kêu đem bơ xuống. Mẹ để nó màn cho bà đi con. Màn màn lên nè. Nó cho bơ. Mẹ về chưa? Dạ. Chút mẹ đây sắp tới giờ, mẹ về sắp tới rồi mẹ mới kêu đem xuống. À. Cháu bà hả bà? Dạ, cháu ngoại. Cháu ngoại sao gọi là bà ba? Gọi bà ngoại chứ sao bà ba? Ồ, bơ. Bơ. Bơ đấy à, ăn với sữa ngon á. Sư cô hôm qua nay thấy ốm rồi, mấy ngày ốm rồi. Bữa giờ cả tuần rồi quý vị, bữa em lên tòa cũng có gặp sư cô nè. Hôm nay là hơn tuần rồi. Ở chùa muỗi cắn quá trời luôn à. Hả? Cảm ơn đi đêm nè. Đến thăm bà lần thứ hai. Hôm trước thì cách 2 ngày thầy ra thò thì con có đến thăm bà rồi. Nhưng mà lúc đó thì con không có dám vô. Bà với cái anh chú quán kia con vô, con không dám vô, con sợ vô chỗ này có mình con với bà thì nó sẽ có vấn đề bất cập khác xảy ra. Ví dụ như là mình vô mà lỡ tim đó bà có cái vấn đề gì thì người ta sẽ làm ảnh hưởng tới con nên con không vô. Thì con mới đưa tiền bà con mới về đó. Thì sau khi đoạn clip con đăng lên trên Facebook thì được các cô bác khán giả xem kênh rất là nhiều và người ta thương bà với thầy rất là nhiều. Nên như thế mà hôm nay con cũng không có kêu gọi từ thiện. Như này mà tự ai nhắn tin bình luận thì con mới cho số điện thoại. Và khi mà bà con người ta đóng góp vô á thì hôm nay con mới mang tiền đến cho bà. Hồi tối nay con cũng có lên mạng con công bố rồi thì con xin phép đọc cái danh sách mà các cô bác trong nước trong ngoài nước gửi đến cho bà ha. Bà nghe nha. Là đây là chị vậy? Chị là em của thầy Phúc hả? Dạ thì xin phép đọc cái danh sách mà các cô bác khán giả xem kênh gửi tiền tặng cho mẹ thầy Thích Tâm Phúc. Một là Minh Khê, thành phố Hồ Chí Minh, quê ở Kiên Giang, là gửi cho bà 600 ngàn. Hai là chị Mây Đàm ở Hà Nội, gửi cho bà 500 ngàn. Thứ ba là Lương Khê ở bên Nhật, bằng công nhân á, gửi cho bà 200 ngàn. Thứ bốn là Phạm Minh Tân ở Hà Nội, gửi cho bà 2 triệu. Thứ năm là chị Liên UK, cái này là tên ở trong cái Zalo nha, còn ở ngoài không biết tên gì. Thì gửi cho bà 2 triệu 3 nó, 2 triệu 3 trăm ngàn. 6 là Chin Sa ở Đài Loan, gửi cho bà 5 triệu. Thì tổng cộng là 10 triệu 600 ngàn. Thì trong này là có các cô bác gửi tiền sang cho con, mấy cái lẻ là gửi cho con đó. Nhưng mà con không có nhận. Con nói là con gửi hết cho bà luôn. Tại vì con làm từ thiện đó, giờ con không có nhận tiền cụ lao của ai hết. Mà mình làm từ thiện là phải bỏ cái lòng mình vô, bỏ cái công sức mình vô. Cảm ơn, cảm ơn. Thì mới gọi là công đức chứ mà đi mà mình làm từ thiện mà mình nhận tiền của người ta đó là cò từ thiện rồi. Nói to cảm ơn bác đi. Rồi, cảm ơn bác rất nhiều. Bây giờ em thay mặt cho mẹ cảm ơn các cô các chú đã gửi đến cho mình cái món quà ha. Thì anh không biết bà ở đây có thiếu thốn cái gì, tại vì anh thấy có một số bà con đem sắt đồ đó, đem cây rồi vô sửa nhà cho bà rồi thì chắc cũng có người cho gạo cho mì tôm rồi ha. Còn sao bà? Cho nên bây giờ thôi, giờ để anh gửi tiền đi nha. Rồi bà cầm ha, bà cầm tiền nha. Vậy con cũng cảm ơn mấy Mạnh Hồng Quân và mấy cô chú thương gia đình con, giúp đỡ gia đình con rất nhiều. Dạ, thì nói chung là em đến đây thì không có mục đích gì khác ngoài là cái tấm lòng yêu thương của mọi người đến gia đình mình thì em sẽ gửi cho gia đình thôi. Còn trước đây là em không có quay thầy đó Tâm Phúc, lâu lắm rồi không có quay. Có lẽ là từ hồi xưa giờ là không quay, cái clip này là clip thứ hai. Từ khi mà thầy gặp nạn đó thì em mới đến thăm bà. Chứ lúc mà thầy còn hưng thịnh thì em không tới. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 500. 10 triệu 500. Chưa, còn 100 nữa mới đủ. 10 triệu 600 ngàn.
Rồi để con làm cái đoàn hoàng bà ha. Ấy em nha. Tí em phải cầm cho bà không có để bà. Rồi chị không chị đừng nói vậy. Chị là bà giữ. Bà cầm giùm con nha. Cái này là các cô bác Mạnh Thường Quân gửi tặng cho bà nha. Dạ cái này trong sách của đồng rồi. Rồi bà cảm ơn đi. Cảm ơn bố cô bác ở nước ngoài, trong nước. Đặc biệt là các anh chị em ở Hà Nội cũng gửi tiền vào trong này. Mười mấy triệu nha. Rồi. Tiền này. Bà 8 triệu, 20 triệu, nói gì có 2 triệu, 8 triệu, 1 triệu. Này 10.600.000. Là bà giữ tiền này bà để dành uống thuốc. Nãy giờ em đang quay thì có được cái anh này ghé tặng tiền luôn nha quý vị nha. Chị coi cho bà đó, nếu mà trong nhà có gì mà nó thiếu thì chị mua cho bà, tại vì cô bác dặn mua gạo này kia nữa em không có chở được tại đi xa lắm. Đi 200 mấy chục cây đó. Đi hồi 5 giờ tới giờ mới tới đó. Bữa nay là lột rồi đó. Anh là